chứng khoán một bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán với tài sản hoặc phần vốn của công ty hay tổ chức đã phát hành chứng khoán có thể là hình thức chứng chỉ bút toán ghi sổ hay dữ liệu điện tử chứng khoán bao gồm các loại như cổ phiếu trái phiếu chứng chỉ quỹ và các hình thức khác chứng khoán cũng được coi là một phương tiện hàng hóa trừu tượng có thể thỏa thuận và có thể thay thế được đại diện cho một giá trị tài chính chứng khoán là tài sản bao gồm các loại như cổ phiếu trái phiếu chứng chỉ quỹ chứng quyền chứng quyền có bảo đảm quyền mua cổ phần chứng chỉ lưu ký chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác chứng khoán là một tài sản tài chính có thể giao dịch thuật ngữ này thường đề cập đến bất kỳ hình thức công cụ tài chính nào nhưng định nghĩa pháp lý của nó khác nhau tùy theo thẩm quyền ở một số quốc gia và ngôn ngữ thuật ngữ chứng khoán thường được sử dụng theo cách nói hàng ngày để chỉ bất kỳ hình thức công cụ tài chính nào mặc dù chế độ pháp lý và quy định cơ bản có thể không có định nghĩa rộng như vậy những lợi ích từ thị trường chứng khoán huy động vốn các công ty thường cần tiền mặt và nguồn lực để mở rộng sản phẩm và dịch vụ cũng như tiếp cận với người tiêu dùng đôi khi nguồn vốn cần thiết để phát triển các sản phẩm và dịch vụ là quá lớn đối với một công ty khi công ty quyết định cổ phần hóa và được niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ cung cấp cổ phiếu cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào muốn đầu tư những cổ phiếu lần đầu tiên được phát hành ra công chúng IPO là công cụ huy động vốn nhanh chóng và hiệu quả mà các công ty thường áp dụng. Một công ty có thể huy động hàng triệu hay hàng tỷ USD sau khi bán cổ phiếu ra công chúng, lợi nhuận trong khi công ty có thể hưởng lợi hậu hĩnh, các nhà đầu tư cá nhân cũng thu lợi từ vốn đầu tư của họ nếu công ty hoạt động tốt. Đây là mối quan hệ có lợi cho cả hai bên, không có bất cứ giới hạn nào đối với lợi nhuận đầu tư nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ bởi vì giá cổ phiếu có thể tăng đến ngưỡng không tưởng hoạt động kinh tế các công ty hoạt động tốt trên thị trường chứng khoán thì nền kinh tế sẽ hưởng lợi lớn theo nhiều cách khi nhau khi công chúng mua các sản phẩm và dịch vụ từ công ty thu nhập được tạo ra ở nhiều cấp độ chính phủ sẽ có cơ hội đánh thuế những người bán hàng mang thêm nguồn ngân khố về cho quốc gia màu xanh dương trong chứng khoán có ý nghĩa gì màu xanh lá mã này đang tăng lên màu đỏ mã chứng khoán này đang giảm giá màu vàng thể hiện thị trường đang giữ nguyên giá đứng giá màu tím thể hiện sự tăng trần, màu xanh lam, mã chứng khoán này đang giảm sàn, màu trắng, mã cổ phiếu màu trắng tức là mã này chưa khớp lệnh với lô nào, mã CK, mã chứng khoán bao gồm 3 ký tự cho cả cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Mã chứng khoán là mã giao dịch của các công ty cổ phần niêm yết hoặc chứng chỉ quỹ niêm yết. Các chứng chỉ quỹ niêm yết được xếp vào cuối bảng để dễ theo dõi, TC, giá tham chiếu là giá được dùng để tính giới hạn giá giao dịch trong ngày trên cơ sở biên độ dao động do UBCK quy định. Trần, giá trần, là mức giá cao nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hay bán, giá trần bằng giá TCX một biên độ giao động giá, sàn, giá sàn, là mức giá thấp nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hay bán, giá sàn bằng giá TCX một biên độ giao động giá.